ring ring， 希望听到你说嗨。拉长耳朵，提高警觉，神经细胞全面戒备，你的电话绝不漏接。ring a ring a ring， 爱的和声里。mặc đầm này đi chơi với Crush đảm bảo đầu ngay từ lần đầu. Hôm nay em đi rồi, mình chỉ cần có sự đêm đâu. Hôm nay cả con trai ở cùng mình không thấy em đâu. Nhưng ta đã chỉ muốn. Hello hello mọi người, lại là mình đây. Mình mới đặt được ba cái món đồ này rất là xinh luôn nè mọi người. Nhưng mà tại vì clip dài quá nên là bây giờ mình sẽ đăng cái đầm này trước nha. Đầm này là theo cái kiểu là đầm công chúa mọi người. Đầu tiên thì về cái phần chất vải thì mình thấy chất vải của cái đầm này rất là dài dặn. Phần tay áo thì nó có bo chui đó mọi người. Ở phía trong thì nó có một cái miếng lót, nói chung là nó mềm lắm luôn á. Vải thì mình thấy rất là dài dặn và form của nó rất là chuẩn luôn. Cái váy này là cái váy tầng á mọi người. Ở phía dưới cái chân váy thì là nó tầng á mọi người. Kiểu cái lúc mà mình nhìn ở trên hình thì mình không có nghĩ là cái đầm này nó lại đẹp như vậy. Xong rồi kiểu mình lúc mà mình nhận thì mình mới thấy trời ơi nó xinh dễ mang luôn á. Mình mang lên miệng mình cũng khen là cái đầm này dễ thương á mọi người, kiểu bánh bèo. Ở phía sau cái đầm thì nó sẽ có một cái dây dài để cho mọi người cột lại thành một cái nơ. Còn một set đồ và một cái áo nữa thì mình sẽ làm ở các clip sau nha mọi người. Bye bye. Hi mọi người, lại là mình đây. Nay thì mình sẽ cua cho mọi người xem một cái đầm dài vintage rất là xinh luôn. Trời ơi mọi người thấy shop dễ thương không? Tặng hẳn cho tôi 5 sợi dây cột tóc và 5 màu khác nhau luôn á. Trời ơi đụng vô cái chất vải là thấy nó mát rượi rồi á mọi người. Vải này là hình như là vải vôn lụa. Cái chất vải này thì nó rất là mỏng nhẹ mà mát, và nó còn rũ nữa mọi người. Nói chung là cái form cái đầm này rất là xinh luôn và rất là ghẻ nữa. Mấy cái đầm mà vintage kiểu hoa giống này thì mọi người có thể mang đi chơi, đi chụp hình hoặc là đi lễ này kia các thứ đều ok la. Phía sau thì nó có một cái sợi dây để mình thắt lại cái nơ mọi người. Có một cái dây kéo nữa. Này thì nó có hai lớp nha, ở trong nó có một cái lớp màu trắng nữa, rất là dài dặn mà lên hình cũng rất là đẹp luôn á mọi người. Mang xong kiểu nhìn bèo dễ sợ luôn á. Đầm rất là đẹp nha, nên là có gì mọi người tham khảo. Tinh xỉu luôn á. Mọi người lại là mình đây. Trời ơi tôi mới đặt được một cái đầm Babylon siêu cưng luôn á mọi người. Mà đẹp xỉu. Cái này tôi mua đâu đó có một ba mấy cầm thôi. Mà chất của nó siêu đẹp luôn. Cái form áo này rất là rộng. Cái phần tay áo thì nó có bo chu. Nói chung với là chất vải này nó rất là dài dặn, không có mỏng đâu mọi người. Nên mà không có sợ bị lộ. Mấy bạn mà nhỏ con thì mang thì sẽ thành chịu dễ thương. Còn mấy bạn chibi chibi thì mang cũng được luôn nha mọi người. Kiểu chỉ cần mang basic như vậy. Tôi thấy luôn mọi người lại là mình đây. Bạn nào mà đang muốn mua đầm để mang thu đông thì không thể bỏ qua các clip này của mình đâu á nha. Trời ơi ta nói sau bao ngày chờ đợi thì máy cục hẹn của mình nó cũng về đúng ngày. Đầu tiên là mình sẽ cua cho mọi người xem cái đầm xanh lá này. Thực sự là mình mua rất là rẻ nên là mình cũng không kỳ vọng vô chất vải lắm, nhưng mà nó rất là dài dặn luôn á mọi người. Form của nó thì cực kỳ đẹp luôn á, mà mang vô hát dáng cực kỳ luôn. Tiếp theo là mình cũng có mua một cái đầm len mà là đầm dây. Cái đầm này thì mình thấy cũng hot nhưng mà nói chung là cũng rẻ nên là mình cũng đặt liền. Mà trời ơi ta nói cái chất vải gì đâu mà nó dày, mà kiểu người ta may sao mà cái form á nó rất là chuẩn nha mọi người, kiểu là vòng nào ra vòng đó luôn á. Đó bây giờ mình sẽ mặc thử cho mọi người xem. Mặc cái này vô nhìn hát dáng lắm mọi người, ba vòng nào ra vòng đó luôn, tại vì nó may rất là đẹp, cái form của nó rất là chuẩn. Kiểu là mình muốn quay quài cho mọi người xem luôn á. Tiếp theo thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái đầm này. Đầm này thì mọi người có thể mang được hai kiểu, tại vì nó có thêm sợi dây á. Mang mấy cái này mà đi chơi lễ, đi chơi Noel, các thứ. Phải nói là không có chỗ nào chơi luôn, nên là mọi người tham khảo nha.